Đến với chương trình Tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Mua tặng bố mẹ căn chung cư, tôi không ngờ mẹ cho luôn em trai. Cũng may tôi đã đề phòng trước sự việc này. Tôi nghĩ rằng nếu như bố mẹ yêu quý vợ chồng em trai đến mức sẵn sàng chịu thiệt về mình, thì hãy để các em báo hiếu cho ông bà. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tháng 8 vừa rồi, vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư mới. Dự định coi như đó là món quà mà tôi báo hiếu cho bố mẹ đẻ. Nhưng khi tôi hớn hở đưa thẻ căn hộ cho mẹ, thì mẹ lại cầm lấy rồi đưa ngay cho em trai. Mẹ nói một câu mà cả đời này tôi sẽ nhớ mãi: con là chị, phải nhường nhịn cho em trai. Con đã cho bố mẹ căn nhà này rồi, vậy nó là của bố mẹ. Em trai con là con trai duy nhất trong nhà, mẹ cho nó cũng là lẽ đương nhiên. Tôi kinh ngạc đến mức không thốt được một lời. Căn hộ này trị giá 3 tỷ đồng, không phải là một tài sản nhỏ. Vậy mà mẹ tôi dứt khoát đưa cho con trai, không hề để ý đến tâm trạng của tôi. Từ khi tôi lớn lên đến giờ, tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh mẹ thiên vị em trai. Cứ có gì ngon, có gì tốt là mẹ tôi sẵn sàng để dành cho em trai. Lúc nào mẹ cũng nói với tôi, con là chị, phải nhường nhịn cho em. Và cứ như vậy, dưới sự áp đặt đạo đức của bố mẹ, tôi hết lần này đến lần khác phải nhường nhịn đồ của mình cho em trai. Và em trai tôi cũng coi sự nhường nhịn của tôi là chuyện đương nhiên. Lâu dần, trong lòng bố mẹ và em trai, đồ của tôi cũng đồng nghĩa với đồ của em trai. Chỉ cần là em trai thích, tôi đều phải dâng tặng. Ngày trước, tiền lương của tôi là 9 triệu đồng. Mẹ bắt tôi phải đưa 7 triệu. Chị để lại cho tôi 2 triệu để tiêu vặt cũng như là mua sắm đồ cá nhân. Còn 7 triệu kia, mẹ bỏ ra 4 triệu để lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Còn 3 triệu thì đóng tiền học thêm và tiền chơi thể thao cho em trai. Rồi khi tôi lấy chồng, bố mẹ thách cưới những 5 cây vàng. Tôi cứ tưởng rồi ông bà sẽ đưa lại cho vợ chồng tôi, coi như là có chút vốn để làm ăn. Thế nhưng không, mẹ cất kỹ số vàng đó để làm vốn cho em trai chạy việc. Cũng may gia đình tôi giàu có, 5 cây vàng cũng không là gì với họ, nên khi đưa vàng để cưới tôi, chồng tôi vẫn sẵn lòng. Rồi từ sau khi tôi lấy chồng, mẹ thường xuyên gọi điện xin tiền tôi, mục đích là để lo cho em trai. Nào là em còn cần tiền để mua chiếc xe mới, nó nhắm được chiếc SH màu đỏ nhưng còn thiếu những 100 triệu. Này nó đi xin việc mà không có bộ vest mới nào, con gửi cho nó vài triệu để mua luôn cả đôi giày nữa. Đấy, ít thì vài triệu, nhiều thì cả 100 triệu. Lúc nào mẹ cũng coi tôi như là cái ví tiền, muốn rút là rút. Không còn biết tôi đang phải đau đầu kiếm tiền như thế nào. Rất nhiều lần tôi muốn phản kháng lại, tôi muốn nói là không có tiền. Nhưng tôi sợ mẹ sẽ đến tận nhà chồng tôi, khóc lóc kể khổ trước mặt chúng tôi. Vì để yên chuyện, tôi đành phải đưa tiền cho mẹ. Và cứ như thế, dần dần bố mẹ tôi lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Thậm chí khi em dâu tôi sinh đứa con thứ hai, mẹ khóc lóc, than thở với tôi. Bà bảo rằng tính tình của em dâu ngày càng khó chịu, bà sống trong nhà mà rất ấm ức. Lời than thở của mẹ cũng khiến tôi vô cùng khó chịu. Dù biết là mẹ lại có ý đồ gì nữa, nhưng tôi vẫn mềm lòng. Rồi sau khi bàn bạc với chồng rất lâu, lại xin ý kiến từ bố mẹ chồng, chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư để bố mẹ tôi dọn vào dưỡng già. Thế nhưng lúc đó chúng tôi không có nhiều tiền trong tay, chỉ có 1,8 tỷ đồng. Bố mẹ chồng thương chúng tôi
và chủ động cho thêm 1 tỷ. Chúng tôi phải vay thêm 200 triệu. Thế nhưng đến khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, chồng lại khuyên tôi nên cẩn thận, đừng có lòng tốt lại rước họa vào thân. Bố mẹ chồng cũng khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ. Phải suy nghĩ trước rồi suy nghĩ sau. Tôi mới đồng ý, giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà sẽ không ghi tên tôi mà chỉ ghi tên bố mẹ chồng. Dù sao, chồng tôi cũng là con một. Toàn bộ tài sản của bố mẹ chồng sớm muộn gì cũng để lại cho chúng tôi. Hơn nữa, bố mẹ chồng cũng bỏ ra gần 1 tỷ đồng. Việc ghi tên bố mẹ chồng cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng lúc đó, trong lòng tôi cũng có chút hơi khó chịu. Tôi cảm thấy nhà chồng và chồng đều đề phòng tôi. Thậm chí tôi còn giận dỗi chồng một thời gian. Cho đến khi tôi sửa sang xong xuôi, thay mới toàn bộ nội thất, tôi hào hứng cầm thẻ căn hộ đưa cho bố mẹ, thì lại bị mẹ giáng một đòn đau điếng. Mặc dù bố mẹ luôn miệng nói cảm ơn tôi đã có lòng thành, không uổng công bố mẹ sinh tôi ra, nuôi dưỡng tôi nên người, nhưng tôi vẫn ấm ức vô cùng. Tôi bảo với mẹ, căn hộ này con mua chỉ mong bố mẹ thoải mái tinh thần, tránh va chạm với vợ chồng em trai. Với lại, nhà các em chật chội, bố mẹ dọn đi để cho các em có không gian riêng cũng là điều hợp lý. Mẹ liền cười và nói, con cũng biết nhà các em chật chội à, thế nên căn hộ mới này mẹ sẽ để lại cho vợ chồng em trai con dọn qua ở là hợp lý hơn. Bố mẹ sẽ ở lại căn hộ nhỏ này cũng được, không sao cả. Nghe đến đây, tôi biết là không thể nào thuyết phục được bố mẹ nữa. Tôi giật lại tấm thẻ từ tay em trai rồi nói, nếu như bố mẹ không thích căn hộ mới này thì để con trả lại cho chủ của nó. Dù sao, căn hộ này đứng tên bố mẹ chồng con chỉ mượn chứ chẳng phải người sở hữu, không thể cho hay biếu tặng ai được. Thôi, con về đây. Nói xong, tôi đi thẳng trong tiếng gọi của bố mẹ và sự kinh ngạc của em trai. Tôi nghĩ rằng nếu như bố mẹ đã yêu quý vợ chồng em trai đến mức sẵn sàng chịu thiệt về mình và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các em, thì hãy để các em báo hiếu và chăm sóc ông bà. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không gửi tiền trợ cấp về nữa. Tôi phải sống cho bản thân mình và cho gia đình nhỏ của tôi. Theo mọi người thì tôi làm vậy là đúng hay sai? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.